người ta cúng dường nhà lầu xe hơi mảnh đất cái nhà cho các ma tăng ấy thì nó là chuyện thường thấy, nhưng mà cúng dường bằng tiến sĩ thì nói thật là chắc là cũng đến giờ mới chỉ phát hiện có một thôi. Tại sao lại là cúng dường bằng tiến sĩ? Về đấy là trên mạng nói, nhưng mà tôi nói nhá, thầy Thích Trân Quang đấy, thầy từ tốt nghiệp thì là loại tốt nghiệp bằng nếu mà phổ thông rồi là bằng bổ túc văn hóa, còn đại học thì gọi là kiểu hệ chuyên tu tại chức, tức là dốt như chuyên tu và ngu như tại chức. Tốt nghiệp cử nhân xong chỉ có 2 năm thôi, mà còn đúng mùa Covid nữa, thầy thần tốc lĩnh luôn bằng tiến sĩ. Tiến sĩ luật không hề đơn giản mọi người nhé. Đấy, mọi người đồn thổi là được cúng dường rồi được thế này thế kia ABCD, nhưng tôi nghĩ rằng thứ nhất là ngoài cái việc thầy là có thầy là người rời mà phép thần thông thấy giỏi lắm, thế có thể làm được nhiều chuyện mà người trần không làm được. Đấy là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là nhà trường người ta khẳng định, ở trường Đại học Luật Hà Nội ấy, người ta khẳng định là người ta làm đúng quy chế, đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Qua đây vì cứ thầy gọi là Quang là xong người đấy. xuất sắc Qua đây trong cứ lịch gọi là sử của xong trường. Thế và tuy nhiên ấy, một số giáo sư tiến sĩ ở các trường khác ấy, thì chả hiểu tại sao lại cứ nói là đây là trường hợp vô tiền quá ngậu, vô cùng hiếm và vô cùng khó, với người ta cũng chưa thấy một người làm tốt nghiệp hệ chuyên tu tại chức mà vọt phát đạt đến tiến sĩ mà có 2 năm, học sinh xuất sắc hệ chính quy xin cũng phải 3 4 năm, 3 năm là đặc biệt là phải hiệu trưởng cho xem xét rồi, còn bình thường 4 năm, 5 năm, 6 năm thế mới biết. Tại sao thầy Quang giỏi thế, vì thầy tiến sĩ khó như thế thầy còn học 2 năm bằng bao nhiêu người thường, nữa là những chuyện khác, bái phục bái phục. Cái này ấy, nếu mà thanh tra Bộ Giáo dục và thanh tra của Bộ Tư pháp không vào, hơi phí, hơi phí nhé, phí lắm đấy.